hôm vậy nó bắt đầu học mà sao mà ghé được cái cầu vợ đi buồn như chó cắn không bị thét ra mà không nói đâu. Chào cả nhà. Chào cả nhà. À, thì bữa sáng hôm nay nhóm cũng có làm một cái buổi phát gạo cho bà con ở xóm á cả nhà. Thì nhóm cũng thay một người chị Linh. Chị có gửi 50 phần quà cho chia sẻ cho những bà con cô bác ở xóm này có hoàn cảnh khó khăn á. Thì mỗi một phần quà như vậy là 10 kg gạo và một thùng mì. Thì sáng nhóm cũng phát cho bà con xong hết rồi. Thì do cũng có nhiều cô chú một gia đình hai ba người cũng khổ rồi cha mẹ già cho nên là có người đại diện đi để nhận giùm luôn vậy đó cả nhà. Hương cũng giải thích để nhiều cô chú không hiểu nói tại sao cho một người mà tới hai ba phần. Thì nhờ có những cô chú mà già yếu không có đi được thì anh Mập với Dượng Út cũng chở đi tới nhà. Thì nhóm cũng đã làm xong hết trơn rồi. Thì Hương cũng thay mặt cả nhóm cảm ơn chị Linh rất là nhiều. Chị Linh đã chia sẻ những tình thương cho bà con. Thì sáng hôm nay thì làm xong thì Hương cũng có đi chợ con vịt về mình nấu cháo cho cả nhóm ăn tại vì không có đi săn bắt á. Gì số gì có ai lại xin nữa kiếm nữa. Hồi sáng tới giờ cũng có mấy người á cả nhà, người ta ở xa người ta không có biết rồi nhóm cũng không biết luôn nên là người ta thấy mấy cô chú mà đi xin về đó. Cái người ta nghe vậy người ta cũng lại để xin nhưng mà hết rồi thì hẹn với mấy cô chú đó thì lần sau thì nếu có thì sẽ cho mấy cô chú đó. Gia đình Nam thì phát thì có phát phiếu của chú anh chị. Nên là ai có phiếu thì mới được nhận. Ví dụ như mà có dư thì ai lại sao thì mình cho. Không có dư đâu, mình phát phiếu là ta mừng lắm. Ta tranh thủ cả nhà hẹn 9 giờ là 9 giờ là lại đủ mặt hết trơn luôn. Ta mừng lắm. Ta mừng. Rồi cái đồng hồ đó chết rồi. 12 giờ rồi. Nhấn nữa ha. Nhấn nữa đi. Dịch này cũng mệt nói chị. Có nhiều cô chú nhìn thấy tội lắm, kiểu như già. À, chị Linh này thì chị cũng cho lần này là lần thứ hai cả nhà. Cho là lần trước hồi đợt chị về đó, chị có cho bà con một lần cũng 10 kg gạo với một phần quà là gia vị chứ không phải mì. Thì mới quay 2 ngày trước à, chưa kịp đăng nữa, cái chụp kế tới tiếp ba của Hương mất đi. Rồi cho nên là cái hoàn cảnh dưới cái lúc đăng thì nó không thích hợp cho nên là nhóm không có đăng luôn. Bởi vì hồi lúc cho thì ba Hương còn sống, nhóm rất là háo hức vui vẻ. Rồi sau 2 ngày sau ba Hương chết cho nên mình đăng không thích hợp. Cho nên là không có đăng bỏ đó luôn. Rồi lúc đó bữa đó là chị Linh đứng ra phát luôn. Chị cho cũng 2 lần. Chị Linh nói là chị Linh cũng hy vọng là chị Linh có sức khỏe để chị Linh làm được. Chị Linh sẽ chia sẻ cho bà con mình một năm vậy chị Linh có thể cho bà con mình vài lần vậy đó. Mà chị Linh không có hứa là chừng nào khi nào chị Linh có điều kiện là chị Linh sẽ giúp. Tội nghiệp chị lắm. Mà nhóm bỏ ít thời gian mà để phát mấy phần quà cho bà con ở sớm cũng là rất là vui cả nhà. Vui của chú chị. Vui dữ lắm. Nói chung là mình làm mình cũng vui, nói chung là mình bỏ công ra thôi để khả năng mà để giúp bà con thì mình không có. Nói chung ra mình cho mấy hộ mấy người đó là mấy hoàn cảnh là rất là khó khăn. Gia đình cũng như là con cái đi làm cha mẹ già ở nhà với những gia đình cũng như không có giường đất thì tối ngày đi làm mướn nuôi không mà không đủ ăn. Sáng thấy bà thiếu nước nữa với bà Năm Hà thấy tội chống gậy đi còn bà Năm Hà này bà còm cái lưng bà còm như bà cò vậy. Anh Mập chở tới nhà nữa ôm nó mới nổi. Bởi vậy đi ra nghe nói cho mừng quá đi ra để nhận nhưng mà chưa biết để cái phương tiện để đem về như thế nào. Hồi nãy anh chở vô trong mương điều ở trong kìa cái chỗ nhà đó thôi. Chèo thấy còn tội á. Bà già là bà không có biết con. Cái gì chứ bà nằm ở dưới rồi bà lăn lóc bà không biết rồi con thì cũng muốn già như bà dạ, luôn dạ. Hai mẹ con vậy đó con. Rồi mà thấy tội nè ông không Tiền nhiều ơi. Đi để mưa tối nữa hả? Mưa tối ngày nay luôn rồi.
thấy không mộng vô bảo với chỗ ơi ào ào cái cảnh à tại giờ mua ở đâu đám này đám thứ ba nè từ đó tới chịu chứ không biết nhiêu đám bữa nay mình đổi mình đi ngang dưới mình đi ngang trên nữa. Hỏi ký 7.000 để treo cho. Hỏi này ký hơn 7.000 nè. Hỏi này mắc ăn nữ hoàng nữa. Hỏi này hỏi ruby à? Không phải. Hỏi này là hỏi chăn trâu. Gì hả? Đâu? Hỏi chăn trâu. Thấy rồi. Chăn trâu gỗ hồng. Trời nó chín luôn hả gì chơi? Nó mềm vậy. Rồi mà cả nhà hỏi nha. Ngọt á. Gặp ba ổi quá trời luôn rồi. Ổi này, ổi cái này có giá giờ chắc chú chưa ổi hả? Nó kìa nó ổi này bị gặp mà nó chết luôn. Cái vườn lẹ như cái chuối chảo ha. Lẹ như chuối xây hết ba cái vườn rồi đó. Cái gọt xe trắng bông. Dâu vườn mũi quá vậy. Mũi đen không mà. Mũi đen. Trời trời. Ồ, ơi, cho nó chín luôn. Nhanh chơi đó, nhanh chơi. Cái trái sau lưng cha quá trời kìa. Ừ. Ừ, cái nào mấy thằng trái cam. Dạ thấy mấy trái đó không? Hết bí. Không có cây luôn. Chuối đó ngon lắm các bạn. Cái chuối đó bự lắm. Em sắc em biết nó giòn, nó giòn mềm. Mà bữa nay có chuyện gì kể không? Không hả? Chuyện gì vậy? Chuối quá trời ngon. Ngon ăn mới ngon. Này mình lấy cái lõi. Cái chuối là đúng như chú bự. Lấy cái lõi ngon nó ngon. Ở Mập đi cắt dao đi Mập. Cắt dao găm đi. Con găm mà nhức cáo rồi đó. Tình như bông bưởi. Nhâm thay thì làm tình. Á sáng tình bông bưởi nhớ là nhớ bông muối à. Nhớ ăn bông muối. Chết rồi. Chuyển đen kịnh hết. Mềm mà nó vịt chân lụi á. Ừ. Thịt không à, nó thịt hơn là con vịt trống. Chưa chưa còn. Còn rồi là...
cái giò nó nhỏ xíu à, thịt xiên. Người ta bằng sẵn, không có lấy cái quýt, tại vì dịch ở chợ đó, người ta hay pha bỏ kêu. Nhà không thích ăn. Còn là mình sẽ cho nấm gươm đi. Nấu cháo có nấm gươm nó ngọt chứ lắm cả nhà. Ngọt rồi cháo đi. Nấm gươm này mình thả vô thì nó cũng mau chín. Mình sẽ cho gấp hành. Hành lá với ngò liếng mình cho vô. Dịch máy vậy là nó bự lắm rồi đó. Dịch quá ha. Mình hớt đi chứ mình chặt nó văng. Mà nói là dịch mọc cái đồi cá này thôi. Mà nhóm mình con dịch gì là ăn vừa rồi. Kéo bé không? Kéo mà em hớt ngay cái cận xương. Mập có con gà nào mà bơi mưa quá không làm gì được, là mất con gà coi coi găm đi. Ăn dịch thì chưa ăn dịch nữa mà đòi tới con gà. Gà nhất. Gà mập thì nhóc rồi. Cái cục bự bự đi ha, cái mắm gừng cho ngon. Thích thịt nha. Bà nội Nam ở nó là bà thích, không có thích ăn gỏi nha. Bà thích mặn ra rồi ấy à, chấm nước mắm gì đó. Chặn không phải không? Chặn không rồi chấm nước mắm không vậy đó. Đấy là cục xương đó. Cái này mình làm nước mắm gừng thì mình không có dùng chanh, tại vì gỏi nó chua rồi cả nhà. Nước mắm với đường này là gừng nữa. Nãy dân Úc cũng đâm nhỉ nè. Gừng á, người ta nói đâm ăn nó ngon hơn là mình bầm. Nó ra được cái nước á. Nó mới thơm. Dập. Này là tỏi ớt nè. Dập luôn rồi. Dập. Dập nó mới ngon. Đâm nó dập nó ra nước nữa chứ. Mập nói mưa xuống rồi mập ớn lạnh nãy giờ. Trời mưa gió này mà có nồi cháo lên chừng nha. Bữa nay mưa luôn nha, cháo hết bài. Nhưng mà có người đâu thích cháo. À, em không thích à. Anh kìa nó nói ăn. Không, anh cháo anh không thích thì anh thích cơm mà. Chiều là thích cái món gì không? Cái này chưa không ăn cơm. Tự nói cháo anh không thích mà anh làm chừng 3 chén à. Anh thấy anh ăn hết vô. Anh phải ăn cơm. Không, không đổi luôn đi. Xong thế mình này là bà ngoại bữa nay làm cái chén nước sốt ngay cả nhà. Dẫn nha, Xuân sẽ cho vô hết luôn. Nó là kẹo đậm đà, chua, ngọt, mặn. Mình trộn nó lên. Cái chuối mình bào mỏng á, mình trộn cho nó thấm đều cái ăn được. Thấy vậy chứ mình sắc cây chuối cho nó non ha, rồi mình trộn cho nó đậm đà ha, mình ăn nó còn ngon hơn ăn thịt nữa. Nha. Ăn hoài được hoài luôn á, nó không có ngán. Mập nó sai. Nói Hương nói vậy sai. Mập Sim mà hỏi sao mà cái chuối ngon hơn hay mập. Sai, Hương nói sai. Nói gì anh cho hồi mập anh ăn gỏi. Nó đâu có khùng. Đâu có dễ dụ. Để thịt cho hồi trong quay phim nó ăn. Đâu phải dụ nó dễ. Con dịch này đúng ra là không ăn gỏi luôn. Luôn vậy đó. Chấm nó gừng không rồi chặt chấm nó gừng không vậy đó. À, ăn giống ông ngoại nè. Ông ngoại đó mày chưa biết ăn. Ba đó cũng vậy đó. Ông đó ổng không gỏi đâu. Dịch luộc chặt ra làm mắm gừng chấm à. Bà nói nghe bà hay nói là tao với thằng xui. Tao thích mặn ra rồi chấm nước mắm không vậy đó, tao không thích ăn gỏi. Còn Dương Tư bản thì giống bà ngoại Việt Nam. Thích ăn gỏi. Bữa nào đi mình mua con mình gỏi đúng không? Nó ngán. Mua dịch chấm cỡ 3 kg vậy ha. Mình chọn vô luôn hả vậy hả? Mình chắc mặt. Chọn đi, bảo mình gia vị mình mặt chọn em. Nếu mà mình mua một con vịt bự để em mua hai con vịt máy ăn ngon hơn. Ăn hồi mình sắp cái dĩa này luôn đi ha. Em dẫn chén ạ. Để chị đi lấy cho anh mập cái miếng con giấy ra. Cái anh trộn mà anh chảy nước miếng. Trộn mà ướt cái quần. Con này nó tầm bậy. Ướt cái áo. Chứ đâu ướt cái quần. Cô Tư nó anh ba hồi đó anh nhiễu dữ lắm luôn á, anh nhiễu là cái ngực ảnh thâm luôn. Không, có
mới cha cưới mẹ về cha cũng còn nhiễu nữa đó, cha ngồi lâu lâu là nước miếng chảy nè. 30,000 khán giả đây xem nha. Có cả nhà Hương nói thiệt luôn á, Hương có giấu quá sao Hương nói vậy à. Anh Mộc thì nhiễu dữ lắm luôn á, bây giờ đỡ rồi đó. Anh ngồi là anh muốn mấy anh nó nhiễu. Mấy cái gì? Em gì? Xem gấp luôn nè. Nó xấu cộng đồng. Cộng đồng đó mà cộng đồng. Trước mặt khán giả. Anh vậy hay không? Có cái củ cà gót vô cái nó đẹp quá ha. Hương cũng muốn nuôi vịt lắm cả nhà, nhưng mà ở đây vòng vòng vườn ổi với cô bác nhiều lắm. Cái mình nuôi cái nó qua nó khá vườn ta cũng hơi khó lòng. Cái Hương thích, cũng thích nuôi vịt xiêm lắm. Cái tô này nó có thể nó nuốt hết cái nồi cháo này. Mình thay cái bếp này nó cũng tiện lợi cả nhà, mình có chỗ để mình để á. Mỗi lần mình múc á, anh Mập phải có anh Mập bưng mới được. Bữa nay anh Mập phải bưng mình cũng múc được nữa. Miếng tỏi phi vô, cho miếng tiêu vô luôn. Mập ba lời bưng lên Mập. Rồi chồng mấy cơm, ăn cơm ăn cháo. Anh Mập không thích cháo rồi. Thì ăn miếng cháo thì miếng cháo thì mình ăn cơm dằn bụng đấy. Em thích mà cơm mình chan cháo nữa. Vậy hả? Rồi đi mà mình làm chén đầu tiên múc cháo đi. Rồi mời cả nhà ăn cháo luôn nha. Không có, ăn cháo không? Nhưng mà cả nhà mình ăn cháo với gia đình Hương nha. Không thích mà mời lẹ quá. Bữa nay không có Thảo Nguyên, vắng Thảo Nguyên cũng buồn. Thảo Nguyên đưa em đi học rồi cả nhà. Thảo Nguyên đưa em nó đi xuống trường. Mời cả nhà ăn cháo nha. Ăn cháo vịt xiêm. Ngoan ăn thịt vịt đi ngoan. Nè con để dĩa nước mắm nè. Có cái gan á. Để dĩa nước mắm này nè ngoan nè. Cái gan này út. Mày cháo ngon quá à béo. Rồi mình mời cả nhà ăn cháo với gỏi vịt xiêm nha. Gỏi giòn quá. Ừ, cháo ngon. Em không có mời. Lạnh này hấp cái sướng nha. Quên mời cả nhà mà cả nhà ăn cháo vịt. Bà kịch xem con nào nó béo rồi đó. Bụng ba đó một sống nó được xương ba mấy ăn. Được trắng ba đâu ăn đâu. Quả lan rồi ổng cũng ăn nữa. 2:20. Sáng mấy anh em cũng ăn bánh mì. Rồi đi cho gạo. Bây giờ mình làm cháo tới giờ cái mì chấm sữa. Lạnh lạnh nước cháo ngon quá. Ngon bốc. Thơm này thật. Ý nó mốt có cho giấc trưa á, cho lúc 11 giờ người ta đi đồng đi ruộng vậy. Cho 9 giờ nó bị lỡ lỡ giờ. Đúng rồi, bữa nay không có 3-4 người gì á, người ta lãnh giùm mấy người kia đó, đi ruộng vậy không kịp. Sáng là thằng gì con bắt ba đó, anh Chí Cường mận vậy đó, anh Chí Cường. Nhưng mà còn sợ cho bị giấc trưa quá, sợ nắng lại. Đây chỉ mà thời gian đó người ta rảnh hơn. 11 giờ. 11 giờ, 10 giờ, 11 giờ là người ta đi ruộng về đó. 11 giờ. Ruộng 10 giờ. 9 giờ lỡ giờ. Anh nghĩ cả 10 giờ cái lên á. Lại không đủ chú anh chị, mình lại lắc nhắc cho một lượt vậy đó rồi xong rồi mấy người người ta đi về đi bằng hồ này kia lại trễ. Lại nhận mà thấy vui, thấy rất vui, mình cũng vui đây. Như mình cũng san sẻ được cái tấm lòng yêu thương đối với bà con, tuy rằng mình không có giúp được nhưng mà mình cũng san sẻ được cái tấm lòng của chị Linh đó, mình cảm thấy rất vui luôn. Làm cô chú và tấm số với tụi mình. Ôi số này dắt quá là đi bộ. Dạ. Có người nói là lại trễ là tại vì đi bộ. Đi bộ. Đi bộ. Đã tới nhà con thì hơi trưa. Nãy có mấy bà cô già già không nói trời trời rồi sao mà chở chống gãy sao mà dắt về được. Nhóm cho cả nhà là nhóm đi từ nhà cô bác á, những người nào mà có cái hoàn cảnh đáng thương á, nhóm sẽ cho phiếu chứ nhóm không có nhờ qua
địa phương gì hết á, tại vì ở vòng vòng gia đình của Hương nè cũng có nhiều hoàn cảnh khổ quá, cho nên Hương biết, nên là dựng ngốc rồi nè, đi phát phiếu cho từ nhà luôn. Mình ở trong xã mình thì những hộ nào mà khó khăn mình cũng nắm được tầm cỡ 70-80% của chú anh chị, cháu cũng dễ. Có khi một gia đình đó mà người ta ra riêng là cũng khó khăn này chứ. Ở đây có người ta bên có cái hội thập đỏ cả nhà. Ví dụ như cô bác nào mà muốn cho quà từ thiện gì đó thì liên hệ với cái chỗ đó, người ta nắm cái danh sách hết trơn, nguyên một cái xã đó là có bao nhiêu hộ nghèo. Người ta sẽ đi phát, rồi cái đầu ngày giờ đó có người lại cái người ta đứng người ta phát à. Còn là ngày nhóm thì chị Linh thì có cái lòng, nhóm thì cũng có cái tâm, rồi chị em mình góp sức công lại để mình giúp đỡ cho bà con. Cho nên là mấy anh em trong nhóm tự đứng ra làm chứ không có nhờ qua địa phương nữa. Chắc ngán cháo rồi. Thôi mà chai mà chai cháo hết chưa? Con ngán. Anh có con cơm. Thế nằm ở trên cháo rồi. Còn cơm cháo ngon. Chị ăn cơm thì ăn cháo ăn chứ chị ít có ăn cháo vô cơm. Cái miếng ba. Ăn cháo giống như chị ăn gì canh phai ngọt chứ. Ông lần nó ăn cơm chứ ăn cháo ông mới chán cơm chứ ăn máu. Mùa này có tôm vô ta? Vô mùa mà lúc này cũng ít thôi, nhưng mà cũng có tôm ra gai nha. Có nhưng mà chưa nhiều như đợt trước ha. Dạ, chưa nhiều. Còn mà nếu mà mình nước hay mà nếu mà rút á, nước sát sát á, có thể là mình đi mò chắc cũng kiếm ăn được á. Với nhiều quá thì chắc cũng không có. Bữa nào thận nước lên mình đi mò một bữa nữa vậy, vô mấy cái chỗ mà đó. Con tính để dặn dãn ra đi, rồi mình đi nếu mà không có mình mò hết luôn. Chứ để ra mà không có là uổng, mất thời gian hết buổi. Nó nói lúc này mà còn nhiều lắm rồi đó. Nghe chú tiễn, chú bà tiễn nói. Chú thì thật bỏ mãi mỗi ngày thôi. Mình thôi tớ có mình nấu canh. Cái này nếu mà có mình thôi ớt cũng mình nấu canh để tập tạo nó được. Nấu canh luôn. Tôm cái này cũng có đây nha. Có rồi. Nếu có đi chợ thì mua thêm bông á. Có hôm tèo đặt lúa vô tôm càng đó thường. Tôm càng thiệt là bự. Hôm nay hai bé nó cầm đó. Đó. Nó đó giờ. Thì đòi ăn rồi tèo luộc cho ăn luôn. 7 giờ mấy đi ra đây hỏi cô ba. Cha con kêu hỏi cô ba có bia không, nói không. Cô ba có rượu được không? Nói không vậy thôi cho trái dừa đi. Hai chị em sắp về. Luộc ra nước dừa là hai chị em lấy cái chai rượu mà trái cây gì đó. Chai rượu hổm cho cha nó đó. Rượu Hàn Quốc của anh Sài Gòn cho. Lấy ra hai chị em uống. Rượu đó mạnh lắm á. Cơm á. Cơm ăn thở ăn cho cơm. Cơm đó có Hương cũng chia cho mấy anh em người nhà trai uống cho biết. Cho Tư Tèo, cho Hai Tiến, cho Út Liễu đem dẫn cho Bắc Nông với mấy đứa nhỏ đó. Uống cho biết. Dễ uống. Nó làm cho cây. Uống như là uống quay Út vậy. Hai đứa gót ra hai người. Như bác Nam đi bằng về khát nước. Uống nửa chai say luôn. Không mà sao Thái Nguyên con mình uống được nha. Để cả nhà nghe cả nhà. Nó ngủ nửa đêm nó khát nước, mà khát nước mà nó như đập nước đá để uống á thì làm ồn trong gia đình đó. Không ơi, ra nó thấy cha ngủ trong tủ luôn mà nó lấy. Nó nói nửa đêm khát nước là biết đập nước đá thôi lấy rượu uống. Thì đỡ khát. Hỏi là con uống nhiều không, nó ngủ có gì. Cháu không? Ủa? Sao vậy? Rồi đó hả? Bà ai rửa con? Con tự đi xem chị. Luôn hả? Bởi mẹ đóng cửa cho nè. Lucky cái nhà lúc này mưa quá trời cho nên là nó nhắc nó lại rồi không cho nó ra nữa. Có lỡ nó ra. Để ăn cháo nè. Nó đi quá trời đi. Đi. Để áo bỏ nón xuống đi. Cháo nè con. Cô ba lấy chép nha. Nhà cháu không có ai luôn. Không có ai, mẹ nó đóng cửa rồi. Dẫn em nó đi luôn à. Nó ra đây, nó lấy cửa phá đưa mẹ cửa. Rồi ăn cháo là nó vô với nội luôn. Nhưng mà cái biểu được không?